Xin mến chào cô chú anh chị đã đến video tiếp theo của Vương Phạm TV. Thì ngày hôm nay Vương trở lại một cái hoàn cảnh là hai vợ chồng sống ẩn danh trên một cái đỉnh núi này này cô chú anh chị. Thì ngày hôm nay thì Vương sẽ tới đây Vương hỏi thăm cuộc sống của bà con cô bác trên này như thế nào rồi nha cô chú anh chị nha. Thì giờ thì Vương xin mời cô chú anh chị hãy đồng hành và thực hư những cái câu chuyện sau đây nha. Wow. Thì lúc đó thì Vương vào đây thì ăn cơm. Thì hy vọng bữa đây mình ăn cơm một bữa nha cô chú anh chị nha. Trời ơi. Ủa, chào con nha. Giỏi ta. Ba con đâu? Ba mẹ con đâu? Ba con đi làm, mẹ con đang cắt cỏ. Mẹ con cắt cỏ ở đâu? Ở trên núi. Ở trên núi hả? Núi nào? Núi rừng bên kia. À, là bên đây hả? Kia. À, rồi con ở đây con ngồi chơi mình vậy hả? Dạ. À, mẹ ở trên đó hả? Dạ. Rồi chú lên mẹ một tí nha. Dạ. Rồi con ơi con chơi đi. Thì Vương sẽ lên. Đây là cái miếng rẫy của chị cô chú anh chị. Woo! Mình không biết à. Là đi thẳng lên đây luôn hả con? Trời ơi. Cái đồi núi này là rất là dốc luôn nha cô chú anh chị nha. Woo! Trời ơi. Chị kia. Em chào chị nha. Trời ơi. Mình đi à. Đi có một đoạn như vậy thôi cô chú anh chị mà người đồng bào đi rất là nhanh luôn. Đây này. Đó. Ôi vừa ẵm con và vừa cầm cái cuốc này. Wow. Thì chờ chị tới rồi mình sẽ hỏi sao mà đi lên núi cao dưới người ta. Thì nghe nãy bé nói là làm cỏ. Trời ơi, chị làm gì trên đó? À, vậy cỏ bắp hả? Trời ơi. Sao, cái đây là cái rẫy của mình đúng không chị? Hồi bữa chị nói em đúng không? Dạ, yeah. Cho em gắn cái mic nói chuyện nha. Trời ơi, anh ngủ rồi. Ngủ rồi. Rồi, cho em gắn mic. Dạ. Cái này của chú anh chị. Cháu nó ngủ luôn à, dính mặt gì vậy này. Ê, trời chị ơi. Cho. Ê, em cầm cái cuốc xuống giùm cho. Là chị đang dạy cỏ trên đó hả? Dạ. Rồi chồng chị đâu? Chồng đi làm rồi. À, chồng đi làm rồi. Làm hơn tuần rồi. Giờ. Rồi mình đi xuống đây dưới cho nó mát. Đây này cô chú anh chị. Chị làm mà cháu nó ngủ luôn này. Quay sát vô đây nè em. Dạ. Ừ, là phải ấm cháu rồi đi như gì hả chị? Đúng rồi. Rồi ngày nào chị cũng phải lên trên rẫy mình làm xuống vậy hả? Làm chứ bây giờ cỏ lớn rồi, bắp lớn cũng lớn rồi. Rồi phải làm như vậy cỏ cho nó chứ. À, rồi trưa giờ ăn cơm gì chưa? Ăn rồi. Ăn rồi. Nguyên cơm này làm tiếp giờ không làm hả? Không kịp. À là ăn cơm rồi lên làm nữa. Ừ. Thì sao không nghỉ trưa đi? Nghỉ trưa sợ không kịp á. À. Thì làm có một mình à. Vậy hả? Ôi ôi. Đây có. Rồi chồng chị đi làm gì rồi? Đi làm công ty rau sạch gì đó, chị làm với anh ở nhà. Dạ. Là công ty rau sạch là làm công ty hả anh chị? Ừ, công ty. Ôi tía. Ôi ôi. Đó, thấy không? Người leo hoài là đi là khá là nguy hiểm luôn cô chú anh chị. Hôm nay là Vương dãnh dò luôn rồi. Không có té đâu chứ. Lần đầu chị... lên á. Dạ. Không, nó này là nó dốc. Dốc này là gọi là dốc đứng luôn á chị. Dốc đứng chính xác. Dạ. Nó lài mà vừa thôi. Mà mình đi á là nó trượt chân. Wow. Nắng quá. Rồi sao mà không bỏ cháu cho nó ở dưới đây đi mà ẵm cháu lên. Nó khóc nắng vậy. Để con bú rồi nó ngủ luôn.
Dạ, là nó khóc không chị? Khóc. Mệt rồi hả? Trời ơi, mệt. Mệt dễ sợ luôn chị. Rồi để cho cháu nhỏ nó ngồi dưới đây rồi nó chơi vậy thôi anh chị. Ừ, để cho con cháu lên vẫn ngủ. Rồi hồi đêm giờ mưa ở đây mưa to không chị? Có hả? Rồi dột không? Không. Rồi chồng chị đi làm công ty là sáng đi chiều về hay sao? Không, ở bên đó luôn, xa quá. Là ở đó luôn rồi chị ở sống đây một mình thôi. Rồi chị sống đây một mình rồi chị sợ không? Có chứ. Lúc sợ quá à, ngủ kế bên em kia. Sợ chứ, có mình ơi nè. Nếu mà chị ở đây chị sợ gì? Không sợ ma, sợ người thôi. Sợ người hả? Là người như thế nào? Hay là sợ người ta, mình không có chồng, sợ người ta mò mình. Là sao? Em không hiểu đó. Tức là vậy nè, chị cũng sợ không phải sợ cái gì hết á. Sợ người ta tới, quay rời á. Vậy thôi. À, là sợ mấy người mà cái thằng biến thái đồ á hả? Chị sợ cái đó thôi. Trời ơi. Không vậy sợ là, gì hết á. Hồi đó giờ nếu mà chị ở đây một mình á, là có ai tới quậy phá mình vậy không? Không, chưa có đâu. Không có đâu. Mình cũng sợ. Tại vì mình chưa, mình không cũng có chồng nhưng mà chồng ở với mình á, đi làm á. Cũng sợ. Đó. Vậy là mình phòng ngừa, mình sợ. Phòng ngừa chứ. Thì cũng khá là ấy luôn. Thôi mình ra mát mình ngồi đây. Cháu nó ngủ rồi. Ngủ rồi. Dạ. Rồi dạ. Ơi, thì cũng khá là trời bây giờ thì mưa rồi nắng mà cái dòng mà mưa rồi mà nắng lên á nó bốc hơi nó hành. Ôi, nóng quá. Thôi mình ngồi xuống đây đi. Thôi ngồi đá đi. Ngồi đá đây này. Ngồi đá đây, cây này có này. Không có ghé thông cắm. Ngồi rừng. Ngồi rừng mình ngồi gì nó mới thú vị á. Không có ghế có đồi hết á. Nắng. Rồi mấy bữa giờ chị làm ăn sao rồi? Cũng bình thường à. Cũng bình thường hả? Rồi bắp rồi mình xuống bắp chưa? Xuống hết rồi, xuống mình chị trồng hết rồi. Chị trồng hết rồi hả? Em thấy cỏ nó hơi nhiều rồi đúng không? Bên này chị chưa trồng tại vì cây đào nhiều á. Dạ. Nên không trồng. Dạ. Bên kia chị trồng hết rồi. Là bên cái khúc trên đó hả? Khúc trên là chị trồng hết rồi, từ bên trên là bên tới bên kia luôn. Là bây giờ là mình dãy cỏ lần xuống là trồng xuống. Là bây giờ là nó vô mùa mưa. Vô mùa. Mưa lên mà nó nóng. Nóng nó bốc hơi á, nó hâm á. Nóng á. Nếu người không quen á lên dốc á thì té liền à. Đúng rồi, hồi nãy em lên thì xuống cái nó chợt chân. Trời ơi mình cũng hết hồn luôn cô chú anh chị. Mấy chị thì quen rồi, leo quen rồi. Chị đi quen rồi đúng quen không? Quen rồi. Đi một xí là tới à. Nếu mà em đi. Ôi, tội nhất là bé nhỏ cô chú anh chị. Là lủi thủi chơi một mình thôi. Có bạn chơi thì chơi, không có bạn thì chơi một mình. Dạ, cứ lủi thủi chơi mình vậy thôi. Có tiền thì mua bánh, không có tiền thì chơi bưởi. Ở trên đó rồi mình làm trên đó rồi có cái... À, bóng mát mà mình ở không chị? Không. Mình chặt hết và cây đùa mình phát rồi không có nữa. Rồi mình phải phơi nắng gì luôn. Phơi nắng vậy chứ. Nắng quá không. Thì núp lại bên lề rồi làm tiếp. Chứ làm không làm thì không kịp. Vì cỏ nhiều á. Vậy là hồi bữa là anh chị là không đi làm mà chị ở đây là phụ chị là dọn mấy cái cỏ lớn. Rồi xong rồi anh đi làm. Anh đi làm rồi. Rồi anh đi làm xong rồi bây giờ thì chị vừa làm vừa trồng bắp rồi từ từ vô. Vừa tăm con rồi trồng bắp đồ rồi ngày nào cũng lên rồi nằm ngủ đây cũng sợ. Rồi ngủ kế bên nhà em kia. Rồi sáng rồi dậy qua đây lại. Là tối là mình qua anh kia. Và mình anh chỉ kia. Là ở đây là một mình thôi là mình sợ những cái thằng biến thái này kia nọ nó vô. Rồi nếu mà nó vô một cái thì nếu mà mình la làng đâu ai nghe đâu. Đúng rồi, đúng nếu không? Có anh chị ở đây thì nghe thì có nghe. Bây giờ không có anh chị thì cũng sợ. Nếu mà nghe thì anh chị là cái nhà phải lút tút cái ở ngoài cái bóng cây bự ngoài đó không? Thì ở ngoài đó thì nó cũng hơi xa nếu mà mình không mất hồn như là nhiều khi mà quýu á mình la đâu nổi đâu. Đúng rồi. Tại vì đó không sợ đó. Rồi ngủ kế nhà em kia. Rồi vậy sáng ở đây lại. Vậy là nói chung mà đàn bà con gái mà mình ở trong một cái
khu núi này cũng khá là sợ chị ha. Nếu có chồng thì đỡ hơn, thì hai vợ chồng ngủ. Còn không có chồng thì cũng sợ. Chị cũng phòng ngừa chứ. Nói chung là mình phải phòng ngừa trước khi chữa bệnh. Thì nhiều cái là mình, nói chung là cuộc sống bây giờ là khó nói lắm cô chú anh chị. Không biết là cái nào trắng, cái nào đen, này kia nọ. Rồi vậy là mấy bữa giờ là nhà mình còn gạo đồ nấu ăn không? Hồi bữa là em cho tiền rồi có mua gạo ăn không? Mua hết rồi, chiều mua tiếp. À là mình mua ít ít thôi hả? Sao mình mua nhiều vậy? Để cho dành. Con ăn bánh nữa, rồi đủ xăng rồi chặt củi đem về nhà nữa, cho mẹ nữa. Ủa? Là chặt củi đem về cho mẹ nữa? Là ngày nào cũng về hay sao? Không, có 2-3 ngày hoặc tuần chị về một lần. Dạ, về là mình chặt củi mình đem về. Là củi nhúm này hả chị? À, đây nè, củi giống này nè. Dạ. Cây giống này nè, chị chặt một bớ rồi. Là mẹ chồng mình hay là mẹ của mẹ mình? Mẹ ruột. À, mẹ ruột của mình. Trời ơi. Bây giờ trở về rồi cho mẹ nấu canh heo, nấu ăn lúa. Bà bị mù nữa. Bà bị mù. Rồi có ai chăm sóc cho bà? Có em trai ở nhà. Nên chị ở đấy rồi làm đồ phát cỏ rồi dọn cỏ rồi trồng bắp. Rồi em trai của chị là có làm công việc gì không hay là sao chị? Đi chăn bò. Anh cũng ở đây cũng cực quá hơn chị ha. Giờ cũng thấy cũng cực. Vậy là chiều đây là chị về làng lại hả? Về làng lại đi mua gạo. Mai lên tiếp. Rồi giải cỏ cho vậy bắp. Là chị có. Chị còn tiền không? Đi nợ chứ. Nợ hả? Giờ hết tiền rồi. Hồi bữa mấy trăm ngàn hết luôn rồi hả? Mua gạo, mua bột ngọt, mua muối, rồi dầu ăn, bánh, rồi cháo cho cháu rồi hết luôn. Hết luôn hả? Trời ơi. Giờ mua cháo cho thằng cô thì 10 bị 50 rồi. Là mình mua cháo gói hả chị? Cháo gói 1 bị 5 ngàn em. 1 bị 5 ngàn. Nói chung mà cũng khá là tội nghiệp con của chú anh chị. Ở trong đây thì cũng hiếm. Rồi ngày hôm nay ăn cái gì? Ăn rau muống đồ. Ăn rau muống đồ hả? Còn không cho em ăn chứ? Hết rồi. Ai còn nóng mà. Giờ người ta cục bò ăn hết rồi chị. Chị đi hai đại nhỏ nhỏ. Dạ. Nói chung là cái cuộc sống bà con trên này á là chủ yếu là gạo thôi. Còn rau củ quả đồ là đa số là ăn những cái rau rừng của chú anh chị. Rất là đáng thương luôn. Coi kìa, coi bé gái kìa, cứ là lủi thủi đi chơi mình vậy á. Đó. Cứ đi trong vòng trong cái khu rừng này thôi. Tại vì cái khu rừng này thì có cái gì thì chơi cái đó thôi. Rồi mấy bữa giờ con có hái lá cóc ăn không con? Hết rồi. Hết rồi hả? Nó dài. Ôi ơi. Ở đây là có cây cóc rừng ổ gần đây này cô chú anh chị. Thì mấy đứa cháu nó hay hái lá cóc rừng ăn mà bây giờ là hết rồi. Giờ nó già rồi. Bây giờ em nói với chị này, ngày hôm nay em có một cái phần quà nho nhỏ em gửi cho chị nha. Là có một cô ở bên Thụy Sĩ giấu tên gửi cho chị 1 triệu để cho chị là mua những cái đồ ăn thức uống này kia nọ nha chị nha. Chị cảm ơn nha. Cảm ơn cô rất là nhiều. Rồi con chúc cô sức khỏe. Đây, em gửi tiền, vậy là mình có tiền, vậy là ngày đây là mình chuẩn bị đi mua gạo mà không có tiền mua gạo. Mà bây giờ là có tiền rồi mình mua gạo luôn. Chị mua 1 bao luôn. Mua 1 bao luôn hả? Để dành luôn. Vậy là mình mua 1 bao bự rồi mình để dành đây ăn luôn là mình khỏi sợ đói luôn đúng không chị? Canh thì đỡ hơn mình thấy rau rừng rau đùa mình ăn. Chứ gạo thì đi thiếu. Thì bây giờ thì Vương sẽ gửi cho chị là 200 ngàn tiền của cô ở bên Thụy Sĩ giấu tên nha. Rồi em gửi cho chị. Cảm ơn cô rất là nhiều nha. Trời ơi, chị bây giờ phải... Nói chung là... Chị cầm số tiền này chị vui không? Rất là vui, cũng rất là mừng, rất là... Rất đoạn, cảm ơn cô rất là nhiều. Có tiền rồi mua gạo ăn, rồi cho con bé ăn bánh, ăn đồ nữa. Mua cá rồi, mua bột ngọt muối rồi, ăn. Nhưng mà ở trên đây thì bà con cô bác á, thì cũng làm rẫy rừng như này. Chừng nào có thu nhập á, mới có tiền
mà đa số em thấy mấy cái cạnh núi bên kia là bị thất thoát mùa là không có thu hoạch nhiều. Thì mình cũng ráng cố gắng lên nha chị nha. Mình canh mưa rồi mình trồng bắp lên cho nó kết quả nó tốt rồi mình được thu nhiều nha. Rồi chồng chị á, làm công ty vậy á, là một tháng bao nhiêu tiền? Chị không biết nữa, đi với anh trong nhà luôn. Anh ruột của anh luôn. Đi được hơn tuần rồi. Vậy là mấy bữa giờ là ở đây một mình thôi. Ở đây mình ngủ kế nhà bên em kia. Sợ chứ. Ông mình em mình thui. Rồi mình ở đây ví dụ mà nghi ngờ là mình chạy qua chị liền. Không, nếu có chị bữa là ngủ theo thì là chị ngủ. Không có chị đó chị không ngủ không dám. Là ngủ kế bên nhà em kia. Kế nhà em bên kia. Nhà em hồi nãy á. Cũng là khá là nguy hiểm luôn. Vậy là ở đây là cái núi này là có rất là nhiều người thường xuyên tới lui ở đây hả chị? Người đi rừng thôi, người đi chặt cây, chặt đồ thì cũng sợ, phòng ngừa chứ. Thì nói chung là trong rừng sâu thì bây giờ mình la, mình kêu ai cũng không có ai nghe đâu. Đúng rồi. Anh chị ở đây ở thì chị không sợ, nếu anh chị về hết rồi, chị không dám ngủ đâu. Rồi không dám ngủ rồi mình sao làm sao? Hay là ngủ kế, nó ngủ kế với nhà bên em á. Là ngủ, chồng á. Ngủ kế là đã em... về nhà rồi sao ngủ kế được? Không, em là chị ở đây đi về, còn em kia ở đó luôn. Tức là ngủ sập ngoài á. Chị ngủ đó. Chứ là ngủ đây thì sợ. Thì về làng á thì cũng khá là xa đúng xa. Không chị? Xa chứ. Thôi bây giờ thì em cũng có một tí xíu quà em gửi cho chị nha. Cảm ơn rồi, nha. Cảm ơn em cũng, nhiều. Em cũng chúc chị là dồi dào sức khỏe. Ráng cố gắng làm ăn cho nó thành công. Rồi em cũng có một tí xíu thì mình cũng mua gạo đồ mình dự trữ mình ăn cho nó no bụng có sức khỏe nha chị nha. Thì bây giờ thì chắc là Vương cũng xin khép lại cái video luôn cô chú anh chị. Tại vì Vương sẽ đi qua những cái hoàn cảnh tiếp theo nữa. Em về luôn nha chị nha. Cảm ơn hai em nha. Cảm ơn cô rồi rất nhiều. Thì con cũng rất cảm ơn cô bên Thụy Sĩ giấu tên đã đồng hành với cái video và giúp đỡ bà con nghèo khổ và khó khăn. Và cảm ơn cô chú anh chị và quý vị mạnh thường quân đã theo dõi hết cái video của Vương. Và bây giờ Vương chắc là xin khép lại cái video. Mong cô chú anh chị hãy để lấy cho Vương một cái like, một cái đăng ký và một cái chia sẻ nha. Để Vương có cái động lực Vương đi trên cái con đường thiện nguyện để giúp đỡ bà con cô bác vượt qua những cái khó khăn, vượt qua là những cái có miếng ăn miếng uống qua ngày nha cô chú anh chị nha. Và bây giờ xin bye bye cô chú anh chị.